Ngày 24 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Củ Chi bắt giữ Phan Tấn Đạt, sinh năm 1998, ngụ tỉnh Sóc Trăng, để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Thời gian gần đây ở địa bàn huyện Củ Chi xảy ra liên tiếp các vụ hiếp dâm, cướp tài sản hết sức táo tợn. Vụ mới nhất xảy ra vào tối ngày 22 tháng 8, nạn nhân là cô gái sinh năm 2004. Tài sản bị cướp là điện thoại di động cùng một số vật dụng khác. Qua điều tra truy xét, công an xác định đối tượng gây án là Phan Tấn Đạt nên truy bắt. Chiều ngày 23 tháng 8, bằng nghiệp vụ trinh sát đã bắt giữ được Đạt. Qua khám xét, công an thu giữ hai chiếc điện thoại di động là tài sản của các nạn nhân, xe máy, con dao dùng để gây án. Tại cơ quan công an, Đạt khai tạo tài khoản cá nhân trên Facebook với tên Quỳnh Trang và Zalo với tên Trang Nguyễn, rồi giả giọng nữ giới để đặt mua các loại mỹ phẩm của những người bán hàng online trên mạng. Đạt hẹn các nạn nhân đến giao hàng vào buổi tối tại những đoạn đường vắng rồi dùng dao khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.